Colócala hasta luego. Oh. Mình không có mấy coi à? Bắt đầu một mình mới nhá. Các bạn hỏi tôi là đối diện tôi làm gì á? Tôi đi rửa mặt tôi làm gì? Mày 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 sao mày làm tao mà đang mi quay quay ai nấu ai à ai mong mua xin ba lại lại anh nhau mày. Nếu các bạn hỏi tại sao tôi lại làm cái đoạn video mặt này thì chắc là vì dạy chắc thế là biết bless mulu kia nó cho ba đi đi. Tôi chỉ gấp mà. Ờ, phải gấp mà. Lại mà. Rất màn. Tôi quên cả mẹ nó mất là tôi chưa ăn. Thế nên bây giờ tôi phải nấu. Bless mulu kia nó cho bà đi đi. Đây là các đồng chí. Một trứng. Một tí mực hấp. Nhà trắng rồi. 110.000 một hộp túi như thế này. Đặt phải cân. Một bánh mì. Và thịt để trong thùng lấy. Và bây giờ nhờ chúng ta sẽ đi lấy chảo. Chết chết chết, tôi lấy thiếu đồ các ông ạ. Vừa nãy tôi bảo chảo, nhưng mà tôi lại đi lấy cái để tôi hấp. Nhầm, lục mì. Thế nên là bây giờ tôi phải lấy một cái gì đó để tôi thí nghiệm quả trứng với cái mực nữa nhé. Chắc mình sẽ dùng cái này. Hình như là thế, và bây giờ các bạn sẽ tận hưởng cách tôi làm và nó rất thảm họa. Bạn thân à, tao gọi mày là chó không phải là để chửi mày. Mà tao gọi mày là chó có ý là mày là một đứa bạn hết sức trung thành đối với tao, hiểu chưa? Hiểu chưa? Nhớ nhé chó. Hashtag BFF chó. Các ông ạ, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lên cho máy tính. Bless mulu kia nó cho bà đi đi. Này lau nhà không ạ? Thế nên là đoạn này tôi không quay đâu nhá. Tại vì không chỗ nào để điện thoại mà sợ quay điện thoại lắm. Thông cảm nhá. Nếu các ông kia biết là tôi đang ở đâu ấy thì đây. Đang quay video. Xin chào các bạn nhá. Đấy. Hiểu chưa? Không hiểu là ngu như chó đấy. Ừ. Các bạn thông cảm, hôm nay tôi bị hơi thiểu năng, thế nên là nếu cái đoạn mà các bạn nghe một cái tiếng thiểu năng của tôi thì các bạn thông. Bless mulu kia nó cho bà đi đi. It's my life. It's my life.
thì ông phải biết lo đi. Sống cho cuộc đời này phải biết cho đi. Nhưng cho đi khổ nghiệp thì nghiệp quật nặng đấy. Lúc đấy thì siro nó đổi thành sorry. À, nèo simi, thấy chị em mà sao không thả tim đi. Cùng tỉ thí công bằng như là phim đi. Nếu không dám nhận lời thì thôi em im đi. Yeah.